Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tài liệu vệ sinh tổ C trong lúc chúng ta đang phòng chống dịch coronavirus. Chương trình do dược sĩ Hoài Vi thực hiện từ Tampa Bay, Florida. Vì dịch bệnh coronavirus nên có rất nhiều người muốn mua vitamin C để tăng cường hệ thống miễn dịch. Hiện tại, nguồn cung cấp thuốc bổ vitamin C đang bị cạn kiệt, nhưng quý vị có thể hấp thụ vitamin C qua những thực phẩm, đồ ăn, nước uống hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa hoặc antioxidant giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại và cũng giúp cơ thể sử dụng chất sắt từ những thực phẩm và cơ thể sử dụng vitamin C để tạo collagen. Collagen rất quan trọng trong việc giữ cơ thể lại với nhau, được tìm thấy trong da, cơ, xương và gân. Một người cần bao nhiêu vitamin C mỗi ngày? Lượng vitamin C cần mỗi ngày tùy theo lứa tuổi. Sau đây là lượng đề nghị trung bình hàng ngày cho các lứa tuổi khác nhau. Theo thông tin trên mạng của Viện Sức khỏe Quốc gia, National Institute of Health, mới sanh tới 6 tháng khoảng 40 mg, 7 tới 12 tháng tuổi 50 mg, 1 tới 3 tuổi 15 mg, 4 tới 8 tuổi 25 mg, 9 tới 13 tuổi 45 mg, 14 tới 18 tuổi 65 mg, người lớn đàn ông 90 mg, người lớn đàn bà 75 mg, thanh thiếu niên đang mang thai 80 mg, đàn bà đang mang thai 85 mg, thanh thiếu niên đang cho con bú sữa 115 mg, đàn bà khi cho con bú sữa 120 mg. Nếu như tiêu thụ không đủ lượng vitamin C mỗi ngày dưới 10 mg trong nhiều tuần, có thể bị bệnh scurvy, là bệnh thiếu hụt vitamin C. Scurvy gây ra những triệu chứng như mệt mỏi, đau khớp và các đốm nhỏ màu đỏ hoặc tím hiện trên da, bị viêm nướu và vết thương khó chữa lành. Và bệnh thiếu hụt vitamin C nếu kéo dài, mãn tính, có thể dẫn đến sự khiếm khuyết collagen và bị thiếu máu. Nếu không chữa trị bệnh scurvy kịp thời, có thể gây đến tử vong. Nhưng nếu như tiêu thụ quá nhiều vitamin C cũng có hại, như có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, mất ói và co thắt dạ dày. Nếu dùng quá nhiều vitamin C có thể làm cơ thể hấp thụ lượng chất sắt quá tải và làm hỏng các mô cơ thể. Theo thông tin trên mạng của Viện Sức khỏe Quốc gia National Institute of Health, giới hạn maximum dose của vitamin C mỗi ngày là 1 tới 3 tuổi 400 mg, 4 tới 8 tuổi 650 mg, 9 tới 13 tuổi 1200 mg, 14 tới 18 tuổi 1800 mg, người lớn 2000 mg. Vì vậy, Hoài Vi mong rằng quý vị đừng dùng quá nhiều hoặc quá ít để bảo đảm sức khỏe của mình được an toàn. Và sau đây là những loại thực phẩm có chứa chất vitamin C. Một trái cam cỡ trung bình có khoảng 70 mg, và cam cũng có chứa chất dinh dưỡng khác như folate, thiamine và chất kali. Một quả kiwi cỡ trung bình có khoảng 70 mg và cũng chứa chất chống oxy hóa antioxidant giúp bảo vệ các tế bào như flavonoid và carotenoids và chất xơ. Một cup ớt chuông đỏ red bell pepper có chứa khoảng 190 mg và cũng có vitamin A, B, E, K và chất kali là potassium, chất magie, magnesium, manganese, phosphorus và folate.
1 cup broccoli. Bông cải xanh nấu chín có khoảng 100mg vitamin C và broccoli cũng có nhiều chất xơ. Brussels sprouts đã được nấu chín, 1 cup có khoảng 50mg vitamin C và cũng có chất vitamin K và chất xơ. 1 cup đu đủ có khoảng 90mg vitamin C và cũng có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin B, carotene, potassium, flavonoids, magnesium, folate và chất xơ. 1 cup dâu tây, strawberries, có khoảng 80mg vitamin C và cũng có nhiều chất xơ, fiber và cũng có chất chống oxy hóa, antioxidant. 1 cup dưa lưới, cantaloupe, có khoảng 60mg vitamin C và cũng có chất dinh dưỡng khác như vitamin B, kali, magie, đồng, flavonoid và carotenoid. 1 cup củ su lơ, cauliflower, có khoảng 40mg vitamin C và cũng là một nguồn cung cấp cho folate, chất xơ và vitamin K. 1 quả cà chua, tomato, cỡ trung bình, có khoảng 20mg vitamin C nếu chưa được nấu chín. Hàm lượng vitamin C sẽ bị giảm đi khi nấu cà chua, nhưng một chất lượng chống oxy hóa gọi là lycopene được tăng lên. Vì vậy, để có được các lợi ích của cà chua, nên ăn sống và nấu chín. Hoài Vi mong rằng quý vị sẽ phối hợp những thực phẩm này vào những bữa ăn hàng ngày. Chúc quý vị có những bữa ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Hoài Vi xin nhấn mạnh là vitamin C không chống lại coronavirus. Vitamin C chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để cơ thể mình được khỏe hơn và khó bị lây bệnh. Hiện tại, chưa có vaccine để chống coronavirus, nhưng cách tốt nhất để phòng ngừa sự lây lan của coronavirus là cách ly xã hội, tránh xe đám đông và làm theo những lời khuyên về dịch bệnh coronavirus. Xin mời quý vị xem phần 2 của chương trình Vi vào bếp nhà ai để xem Hoài Vi kho cá sau mình như thế nào.